Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 22 tháng 6 năm Tân Sửu. Chúng ta đang thật sự có mặt ở tại tu viện Tây Thiên để có khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 19. Năm rồi, khóa thứ 18, chúng ta không được tập hợp. Năm nay, lẽ ra thì sẽ rất đông. Nói rất đông là đông so với cái dịch bệnh mà chúng ta được tập hợp. Nhưng vì giờ phút cuối thì biên giới giữa Mỹ và Canada vẫn chưa mở, cho nên các Phật tử Mỹ phải đình lại và không thể qua. Pháp Hòa rất hy vọng là khóa tu mùa thu Phật tử bên Mỹ có thể qua tham dự. Và quý thầy đang suy nghĩ, nếu mà khóa tu mùa thu biên giới mở cửa và Phật tử bên Mỹ được qua tham dự, có thể mình sẽ có khóa tu xuất gia gieo duyên mùa thu. Thưa đại chúng, hôm nay mình sẽ sinh hoạt hai phần. Bởi vì hiện nay đang có quý Phật tử đang trực tuyến online từ Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như các nước, cho nên Pháp Hòa sẽ thông báo những gì có liên quan đến khóa tu mà trực tiếp ở đây hoặc là trực tuyến. Sau đó chúng ta sẽ offline để sinh hoạt với những Phật tử có mặt ở đây. Tại vì thí dụ như hướng dẫn cách đắp y, trì bát đồ thì mình không dám mất thì giờ của quý vị online. Mình chỉ nói những cái nội quy thời khóa. Sau đó thì những gì có liên quan tay trong đạo tràng thì chúng ta nói chuyện. Trước hết, chúng con xin cảm ơn quý Tôn Đức đã không quản ngại Phật sự ở địa phương đến đây để tham dự. Đặc biệt là ngoài quý thầy ở đây thì quý vị biết rồi ha, đáng lý là Pháp Hòa giới thiệu các thầy, giờ thầy mà các thầy đang mỗi người mỗi góc để lo công việc của mình. Quý vị thấy thầy cao nhất là thầy Đức Tạng. Thầy Đức Tạng thì năm nay sẽ chịu trách nhiệm các cái vấn đề kỹ thuật, hệ thống truyền tải những bài pháp thoại của quý Tôn Đức Giáo Thọ mà chúng ta thỉnh online, các ngài sẽ trực tuyến, thì thầy Đức Tạng chịu trách nhiệm phần đó. Thầy Đức Tạng đâu? Năm nay thầy còn chịu đi đón, chịu lãnh danh sách đi đón quý vị. Thầy Tịnh Tạng ở phía sau đó, thầy mặc áo nâu đó, thầy sẽ lo cái vấn đề online ở đây, livestream cho tất cả quý vị online. Thầy Huệ Tạng thì nội bộ lo ở đây cũng như là chịu trách nhiệm chương trình với các em trẻ. Và ngoài ra thì có quý thầy Nguyên Tạng, sư cô Thanh Hương, cô Trung Huệ, cô Trung An, cô Trung Nguyện. Thì quý cô ở đây là Trung Nguyện với Trung An thì lo về vấn đề cư trú cũng như các chuyến bay đưa đón. Cô Trung Huệ thì sẽ chịu trách nhiệm chuông báo chúng cũng như là lo trên hương đăng. Đặc biệt là có ni sư trụ trì chùa Pháp Hoa ở bên BC. Ni sư năm nào cũng qua với chúng ta và năm nay ni sư cũng qua 10 ngày. Xin giới thiệu đại chúng ni sư Thích Nữ Minh An. Có ni sư Huệ Minh trụ trì chùa Hồng Ân ở Mississauga, Ontario. Thì chúng ta ngày mai sáng trong lễ truyền giới cho các vị xuất gia có sư bà Trí Định, một vị trưởng lão ni ở tại thành phố Edmonton này. Thì sư bà năm nay cũng 80 mấy, gần 90 rồi. Thì mỗi lần có lễ thì Pháp Hòa hay thỉnh sư bà về chứng minh. Thì ngày mai sư bà sẽ đến cùng với thượng tọa trụ trì chùa Phổ Đức ở Calgary. Thì ngày mai quý ngài sẽ đến chứng minh và truyền giới cho đại chúng.
Rồi sau đó thì các ngài sẽ trở về trụ xứ, rồi sẽ trở lại vào những ngày lễ đặc biệt. Riêng thì ngoài Pháp Hòa thì tất cả tăng ni ở đây sẽ trực tiếp cùng tu học với đại chúng trong 10 ngày. Thì trước hết, sau cái phần chúng ta giới thiệu chư tôn đức, thì năm nay quý Phật tử ở Canada tham dự, thì theo Pháp Hòa được biết là có tỉnh BC ha, tỉnh Ontario, tỉnh Quebec, tỉnh Alberta, tỉnh Saskatchewan. Rồi còn thiếu tỉnh nào nữa không? Có thiếu tỉnh nào không? Manitoba. Dạ là được mấy tỉnh rồi. Dạ. Montreal. Montreal là Quebec đó. Dạ. Thì năm nay thì vì dịch bệnh chúng ta không thể tập hợp đông được, và chỉ có những Phật tử trong Canada thôi. Thì hy vọng sau mùa thu thì chúng ta sẽ thoải mái hơn. Thì trước hết Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng đã dành thời gian cũng như về tham dự khóa tu mùa hè năm nay tại tu viện Tây Thiên. Thì thưa đại chúng, lẽ ra là người mình muốn tu tập có được một cái thời gian tốt và một điều kiện tốt tu tập thì đó là con đường xuất gia. Nhưng mà bởi vì chúng ta phần lớn còn rất nhiều những ràng buộc trong đời sống hàng ngày, nhất là những vị đã có gia đình, lo đời sống gia đình, con cái vân vân, thì các thầy cũng muốn tạo cái duyên để cho các vị cũng được tu học theo cái hạnh nguyện của người xuất gia trong một khoảng thời gian nào đó. Cho nên chúng ta gọi là gieo duyên. Đúng ra thì nếu mình dịch theo cái chữ Hán đó, thì chúng ta phải gọi là ngắn hạn. Bởi vì chữ Hán gọi là đoạn kỳ. Đoạn kỳ tức là thời gian ngắn thôi, không phải là trường kỳ. Cho nên gọi là đoạn kỳ. Thì Pháp Hòa thì dùng cái từ gieo duyên. Bởi vì mình trong cuộc sống này cái gì cũng phải nói tới cái duyên. Thiếu duyên thì không thể được. Quý vị thấy không? Ví dụ như Phật tử bên Mỹ lúc mà nói là 21 tháng 7 biên giới mở, thì mình nghĩ là cuối tháng 7 mình bay qua được rồi, thì bút vé bay qua cuối tháng 7. Đùng một cái Canada tuyên bố là 9 tháng 8 mới được mở cửa. Thành ra làm cho các vị phải đình vé lại. Thấy không? Cái duyên nó sắp tới nhưng mà cũng chưa được. Thậm chí những lúc trước kia có những vị là có những lúc đó là không bị vấn đề gì hết, nhưng mà rồi gia duyên bận buộc, cho nên rồi cũng không thể được. Vậy cho nên cuộc đời này chúng ta gặp nhau hay làm bất cứ việc gì cũng đều là duyên. Mà hơn nữa cái duyên tu tập thì lại càng khó hơn nữa. Mà nếu mà mình không có quyết chí, mình gieo một cái duyên thì chắc gì được. Vì vậy cho nên mình mới có cái khóa tu này. Đó là những gì mà người xuất gia làm chúng ta chưa trọn vẹn làm được. Thôi thì chúng ta đến đây 10 ngày, chúng ta gieo tất cả các duyên mà người xuất gia làm trong đời sống của các vị xuất gia. Ví dụ như là đắp y, trì bát, thức khuya, dậy sớm, làm việc trong chúng. Ở nhà mình đâu có làm. Ở nhà mình có thể là lười là mình ngủ, khỏe thì mình tu. Cho nên vô đây thì chúng thức 5 giờ sáng, mình phải thức 5 giờ sáng. Chúng ăn, mình phải ăn. Ở nhà mình đó, thích ăn, không thích ngủ. Vì mình làm cái gì mình làm, cho nên không có cái chứng mực. Vì vậy cho nên nội cái chuyện là theo thời khóa thôi đã là khó. Cho nên mình gieo cái duyên làm sao mà mình theo được tất cả thời khóa. Và dĩ nhiên là đã là gieo duyên thì tạo điều kiện cho các vị cư sĩ tại gia tu tập, trên các vị tu tập theo khả năng của mình. Quý vị biết là ở đây trong đạo tràng năm nay đặc biệt có một Phật tử người ngoại quốc, tức là không phải người Việt. Nhưng mà cô là một Phật tử của chùa mình đây lâu năm. Cô Kathy. Và năm nay cô đến, cô nói với quý thầy, cô nói cô có thể đi tu được không? Nó được chứ có sao đâu. Nhưng mà bây giờ cô là một người không biết nói tiếng Việt thì quý thầy làm gì? Quý thầy phải tạo duyên cho cô. Cho nên quý thầy nói thôi cô cứ đi dự đi.
dự được nhiêu cô dự, rồi mỗi ngày quý thầy giảng á, quý thầy sẽ chia phiên nhau dịch cho cô. Rồi sẵn có mấy em lớn nữa, mấy em Phật tử trẻ trẻ mình đây đi theo ba mẹ, em nào lớn mà thích vô nghe pháp quý thầy thì vô rồi dịch một lần luôn. Mà rất may là bây giờ mình có được cái những cái headphone mà wireless không có dây, thì mình có thể ngồi đâu mình cũng nghe được. Trước kia thì mình phải sử dụng dây thì rất là bất tiện. Bây giờ có được cái cách là mình không cần những sợi dây đó mà ngồi đâu cũng có thể. Hiện nay bây giờ các em đang nghe và cô Kha Thi cũng đang nghe thông dịch như vậy. Không, thành thử ra đó là một hình thức gieo duyên. Vì vậy cho nên trong đạo tràng này ngoài người Việt Nam có một người không phải Việt Nam, nhưng mà cái tâm nguyện là chung cùng tu, cho nên nó không có ngăn cách. Chỉ có điều là mình có chịu tạo cái duyên cho người ta tu không thôi. Ví dụ mình nói không, đây Việt Nam không thôi, thì mình đợi khi nào đủ người Mỹ tu mình mới cho tu thì có lẽ hơi khó. Không, thành thử ra một người phát tâm thì chúng ta cũng phải gieo duyên. Ở đây có những vị đến có 5 ngày thôi, sau 5 ngày là phải đi rồi, thì thôi cũng được, có cần hơn không. Dạ. Thì đó là ý nghĩa tại sao chúng ta có một khóa tu mà chúng ta gọi là xuất gia gieo duyên. Tại vì mình chưa thể xuất gia trọn vẹn hết cuộc đời mình được, thì mình gieo cái duyên thôi. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi thăm một vị Pháp Sư người Miến Điện. Thì ở đây có một cái chùa người Miến Điện mới lập khoảng chừng năm nay thôi. Kể từ khi lập thì các vị đã đến đây và có nhiều lần có ý mời Pháp Hòa qua thăm, nhưng mà do dịch bệnh rồi đủ thứ cho nên rồi chúng ta chưa đi được. Là năm nay mới vừa nới lỏng thì Ngài có bay qua đây. Cho nên rồi các vị báo trong cái hội chùa đó cho Pháp Hòa hay, cho nên rồi Pháp Hòa cũng đến thăm Ngài. Thì bên đó cũng đang chuẩn bị vào cái mùa an cư kiết hạ cho chư Tăng. Thì theo truyền thống của Nam truyền đó, là họ các vị an cư sau Bắc truyền khoảng 1 tới 2 tháng, có nơi thì 2 tháng. Mình thì sau Phật Đản là mình vô hạ rồi, cho nên rằm tháng 7 mình ra hạ. Các vị thường là tới rằm tháng 9, rằm tháng 10 gì mới ra hạ. Thì Ngài cũng nói bên đó cũng có truyền thống đoạn kỳ xuất gia cho tất cả những người dân mà Miến Điện. Tại vì cái đó là truyền thống của người ta, truyền thống của Thái Lan, truyền thống của Lào, truyền thống của Campuchia vân vân. Thì hôm nay chúng ta về đây để tham dự xuất gia gieo duyên. Thì Pháp Hòa nói sơ cái ý nghĩa gieo duyên như vậy. Thì trong 10 ngày gieo duyên này quý vị làm gì? Lẽ ra quý vị phải phủi tóc, cạo đầu, nhưng mà mình chưa có đủ can đảm. Cho nên là nhá kéo thôi. Mà thầy mà tới nhá mà còn sợ nữa, sợ ông làm ba chớp thì chắc chết. Cho nên á, vị nào muốn ngày mai sau cái lễ thọ giới rồi quý vị muốn phủi tóc luôn, thì quý vị xuống văn phòng bàn thư ký đó, nói tên của mình và muốn ghi danh phủi tóc, thì ngày mai sau giờ đó, sau giờ ăn trưa, quý thầy sẽ phủi tóc cho quý vị. Đó là những vị nào muốn phủi tóc. Còn không thì mình sẽ có ba nhá kéo để gọi là gieo duyên. Đó là điều thứ nhất, là mình cắt tóc để gieo duyên. Điều thứ hai là mình đắp y. Đắp y là gì? Tại vì người tu á, thứ nhất là phủi phiền não, tức là bằng hình thức là cạo đầu. Rồi thứ hai á, là phải đắp y nhẫn nhục, cho nên mình mới đắp cái y nâu. Và y nâu đó là cái y nguyên thủy của Phật giáo Việt Nam ở ngoài Bắc, đắp y nâu. Thì ngày nay mình cũng gieo duyên cho các vị đắp cái y nâu đó. Tại sao màu nâu? Tại vì màu nâu là màu của đất, tượng trưng cho nhẫn nhục. Vì vậy cho nên á, mình tu á, thì mình phải có cái hình tướng gì đó để nhắc mình. Thứ nhất là đầu tròn, thứ hai là áo vuông. Cho nên đắp cái y có cái hình thức như là một cái tấm ruộng. Gieo duyên đắp y rồi phủi tóc. Thì bây giờ mình gieo duyên bằng cách là nhá kéo và đắp y. Kế đến là mình trì bát. Vì trì bát á, là xin cơm để nuôi thân. Đắp y là nhận giới để nuôi tâm.
Đó, cho nên ba cái hình thức mình gieo duyên: phủi tóc, đắp y, cầm bát. Và quý vị sẽ thọ 10 giới của người xuất gia trong 10 ngày tới đây. Sáng ngày mai trong cái lễ đó quý vị sẽ thọ 10 giới. Quý vị ở không thể đến trực tiếp tham dự mà qua cái hình thức online đó, thì quý vị cũng gieo cái duyên, tức là thọ 10 giới và mặc áo tràng lam ở nhà cũng được. Nếu quý vị nào không có cái y, quý vị cứ mặc áo tràng bình thường. Cái quan trọng là quý vị tham dự một khóa tu. Giờ quý vị không thể trực tiếp về chùa được thì gián tiếp ở nhà mặc áo tràng cũng tốt. Còn ai có y thì đắp, lẽ ra phải nhá kéo rồi mới được đắp y đó, nhưng mà giờ hoàn cảnh dịch bệnh chưa cho phép thôi, thì phương tiện gieo duyên cho các vị ở nhà cũng được đắp y nếu quý vị có, còn không thì cứ mặc áo tràng. Mười giới mà quý vị phải thọ là gì? Giới thứ nhất là không sát sanh. Trong 10 ngày này mình nguyện giữ giới không giết hại. Giới thứ hai, không trộm cắp. Giới thứ ba, không dâm dục. Không dâm dục chứ không có phải tà dâm nha, là tuyệt hẳn, không có cái sự quan hệ, chứ không phải như là cái giới ngũ giới của mình là có gia đình. Còn cái này là phải nói rõ là giới này trong 10 ngày là giới của người xuất gia, tức là không dâm dục, không dâm dục. Giới thứ tư là không nói dối. Giới thứ năm là không uống rượu, hút thuốc. Cho nên quý vị nào có thói quen hút thuốc thì cố gắng không hút thuốc trong 10 ngày này. Giới thứ sáu là không đeo những cái trang sức, thí dụ như là vàng, vòng của mình đó. Nếu cái nào mình có thể cất được thì mình nên cất đi, trừ cái nào mà nó lỡ dính vô rồi nó không mở ra được thì thôi chịu. Còn cái nào mình có thể lấy ra được thì mình, và đồng thời cũng như là trang điểm son phấn mỗi ngày đó, mỗi 10 ngày này mình không có sử dụng. Đừng có thức sớm rồi sáng rồi vô rồi làm mặt rồi cho nó đẹp rồi ra khóa tu rồi thì chưa hẳn là gieo duyên ha. Đã nói gieo duyên rồi thì mấy cái chuyện nhỏ đó mình tập. Người tu là, cái đẹp của người tu là gì? Là cái đi đứng nằm ngồi, chứ không phải là trang sức. Vì vậy cho nên á, mình là người xuất gia thì phải làm điều đó. Khi còn cư sĩ tại gia, muốn làm gì mình làm, muốn ăn mặc sao cũng được. Nhưng mình đã gieo duyên 10 ngày rồi thì cố gắng không làm như đó. Thí dụ như tối ngủ cuốn tóc, giờ mấy ngày này không cần, chải cho gọn là được rồi. Lẽ ra là phải cạo đó ha. Rồi bây giờ mình không cạo thì mình làm sao cho đơn giản. Điều thứ bảy là chúng ta không có nghe nhạc, nhạc đời á. Thí dụ lỡ mình có mang cái iPhone theo rồi tối ngủ hay nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay là tối mình hay mở nhạc Bolero, em ơi có bao lâu 60 năm cuộc đời gì đó, mình nên không có nghe như cái đó. Và tại sao? Tại vì thứ nhất là mình muốn giữ tâm mình thanh tịnh, không bị chao động bởi những cái lời tiếng của thế gian. Cho nên nói có nghe nhạc đạo được không? Cũng được chứ không sao, nhưng mà thôi khỏi cần. Tại sao? Tại mình sống chung với người khác, mình mở như vậy mình sẽ làm động niệm người khác, nhất là cái giờ chỉ tịnh. Cho nên tốt nhất là đừng nghe gì. Còn nếu có nghe, cái headphone nghe pháp thôi, nghe thuyết pháp, nghe tụng kinh. Nói chung là quý vị cố gắng giảm bớt tất cả những gì của ngoài đời trong 10 ngày càng tốt cho mình. Bởi vì mình đã rất khó cực để mình mới tới đây, thì những cái thói quen mà thường ngày của mình mà nó thuộc thế gian đó, mình nên giảm đi là tốt nhất. Điều thứ 8 là chúng ta không có nằm giường cao rộng lớn. Ở đây thật sự mà nếu mà nói là ăn chay nằm đất á, không, ở này mình ăn chay nằm giường mà giường tầng. Giới thứ 9 là chúng ta không ăn phi thời. Ăn phi thời là ăn gì? Ăn ngoài cái giờ mà đã quy định. Trừ trường hợp những vị nào có bệnh, thí dụ như bệnh tiểu đường cần phải ăn thường xuyên để uống thuốc thì thôi, trường hợp đó thì quý vị du di.
Còn nếu mình cảm thấy là mình không có nhu cầu để ăn ngoài những bữa chính thì nên giảm. Để chi? Để thứ nhất là mình có đủ cái thời gian tu tập. Thứ hai là mình không có quá mệt mỏi do ăn uống. Ăn nhiều quá thì tụng kinh, lại Phật, ngồi thiền nó dễ hôn trầm buồn ngủ. Cho nên là trừ trường hợp mình có bệnh, còn ngoài ra mình cứ theo chúng ăn đủ 3 bữa bình thường là được. Còn ai không ăn chiều thì cái đó là do cái phát nguyện của mình, chứ còn không bắt buộc. Còn những vị nào mà ăn ngoài bữa là do bệnh duyên. Vì vậy cho nên trong thời gian mà mình tu tập á, thì quý vị uống trà, uống cà phê, uống nước gì thì mình có cái khu vực mà trà nước đó mình dùng. Rồi mình không phải là người làm trong bếp thì mình đừng vào ra bếp, để tránh đi. Thứ nhất là ban làm việc người ta cần cái không gian. Thứ hai nữa là để tránh lỡ mình quên, thấy cái gì ngon ngon mình thăm viếng thì lỡ. Thật ra mình tập thôi mà. Điều thứ 10 là mình không có cầm nắm giữ gìn những tài sản của cải. Thí dụ như những vị ở xa đến đây tham dự khóa tu thì dĩ nhiên là quý vị phải đem theo chút ít gì để mình chi dùng. Và thứ nhất, một là quý vị ở đây khóa tu là mình không có đặt bất cứ một điều kiện đóng góp nào hết. Mọi thứ là do mình tùy tâm cúng dường. Thì nếu quý vị phát tâm cúng dường, một là quý vị cúng trước khi khóa tu bắt đầu, hai là sau khóa tu rồi quý vị cúng. Còn ví dụ như mình lỡ đang lo chuyện tiền của gì đó mà chắc chắn là mình đi xa mình không có giữ rồi. Thật ra cái giới này là giới của các vị xuất gia chính thức nhiều hơn, không có tích trữ. Trừ khi nào mình phải giữ gìn cho tam bảo thôi, chứ còn bản thân thì không có tích trữ. Còn ở đây là các vị ở phương xa tới dự 10 ngày thì chắc chắn là quý vị phải mang một ít nào theo đó để mình chi dùng. Nhưng mà cố gắng trong 10 ngày mình tu thì mình không có nghĩ tới, để cho cái tâm mình nó rảnh rang. Thậm chí bây giờ quý vị muốn cúng dường gì đi nữa, có thể sau khóa tu mình cúng cũng được, đừng bận tâm. Thì Pháp Hòa không muốn quý vị vì vậy mà ở đây thì Pháp Hòa không có đặt bất cứ một điều kiện nào hết. Chùa cũng không có giữ sổ coi bà A cúng chưa, bà B chưa cúng rồi. Không có, ai cúng thì nhận, không cúng thôi. Danh sách chùa có là chỉ để làm hồ sơ, nhất là khi quý vị hữu sự ở đây có người thân để mình liên lạc. Hoàn toàn không có nghĩ tới mấy chuyện cúng dường gì cả. Cho nên quý vị đừng có lo, đừng bận tâm, cứ lo tu đi. Rồi ai phát tâm gì thì phát tâm. Đó là 10 giới quý vị thọ. Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không dâm dục, thứ tư không nói dối, thứ năm không rượu chè cờ bạc, thứ sáu không son phấn trang điểm, thứ bảy không đờn ca sướng hát, thứ tám không ngồi giường rộng lớn tốt đẹp, thứ chín không ăn ngoài giờ của chúng, thứ mười là không tích trữ tiền của. Đó là 10 giới mà mình gieo duyên cho ngày mai trong 10 ngày. Riêng các em mà ở đây với cha mẹ đó, thì các thầy sẽ sắp xếp chương trình để các em sẽ có sinh hoạt với các thầy. Tất cả chương trình đó sẽ bằng tiếng Anh. Và bây giờ Pháp Hòa xin nói đến chương trình. Thì thưa đại chúng, quý vị nào có y đó thì mỗi ngày mình đắp 3 lần. Buổi sáng 6 giờ tụng kinh, buổi trưa ăn cơm, giờ ăn cơm đắp y, 11 giờ 15 đắp y, và buổi chiều 4 giờ tụng kinh đắp y. Một ngày đắp y 3 lần: buổi sáng 6 giờ, buổi trưa 11 giờ rưỡi, buổi chiều 4 giờ. Còn tất cả giờ ăn sáng, ăn chiều và nghe pháp mặc áo tràng. Quý vị nhớ ha, đắp y 3 buổi, các buổi sinh hoạt khác mặc áo tràng. Và thời khóa của chúng ta mỗi ngày là từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Thì thứ nhất, 5 giờ sáng sẽ có chuông báo thức. Thì ni sư Huệ Minh á, chịu trách nhiệm báo chúng ở hai cái pháp xá Vững Chãi và Thảnh Thơi.
À, thầy Huệ Tạng á, sẽ chịu trách nhiệm báo chúng cái chuông lớn treo ở cái ngoài cái gốc cây đó, với lại báo chúng ở nơi khu vực của các vị giới tử nam, tức là ở dưới chánh điện đây, thì Huệ Tạng sẽ báo chúng. Thì mỗi ngày tới giờ, nhất là cái giờ 5 giờ sáng đó, quý vị nghe chuông lắc là quý vị dậy. Còn thí dụ như lỡ mình ngủ không được, đừng có làm sột soạt, đừng có đi lục giỏ để người khác ngủ, nhất là cái giờ ngủ nha. 10 giờ chỉ tịnh cho tới 5 giờ sáng, cố gắng đừng làm ồn, thậm chí mở cửa đi đâu đi thật là nhẹ nhàng. Rồi chúng ta thường gọi là đi đi khẽ nói nhẹ. À, đi thật là nhẹ nhàng, nói thật là vừa đủ nghe, đừng làm động niệm. À, thí dụ như phòng ở ngoài ho quê, phòng này phòng kia vân vân, nói chuyện vừa đủ nghe. 5 giờ sáng thức thì 5 giờ 45 đại chúng nên chuẩn bị đắp y đi. Tất cả mọi cái sự ra vào ở chánh điện đều bằng cái cửa trước hết. Thì mỗi sáng sẽ có hai sư cô đứng hai đầu cửa chánh điện hướng dẫn quý vị đi thẳng vào. Mình đi nép bên, ai đi bên này đi nép bên này, đi nép bên này, rồi mình đi vào khu từng thứ tự mình ngồi xá Phật, rồi ngồi xuống giữ im lặng. À, và vì chúng ta có cái phần livestream, à, chụp hình, cho nên á, à, xin các vị giới tử đừng cầm theo phone để quay phim chụp hình trong khi có những chương trình sinh hoạt. Ví dụ đang ăn cơm, đang đi thiền hành, quý vị nhìn cái cảnh đi rất là đẹp, cũng đừng có móc cái phone ra rồi quơ quơ lên, thì hồi nãy đẹp cái giờ nó xấu. Đấy không? Mình nghĩ là mình chụp người khác đẹp, nhưng mà trong khi mình quơ vậy cũng có người khác nghĩ vậy, cái quơ chụp cái thành ra người ta đẹp mình xấu. Cho nên là đừng giữ cho trang nghiêm trong khi mình đi kinh hành, niệm Phật, ăn cơm vân vân. Ban tổ chức, à, các thầy sẽ lo việc đó. Rồi quý vị sẽ có những tấm hình ở trên Facebook online của chùa, quý vị có thể lấy xuống cũng được. Còn trong thời gian mình tu tập, nhất là tụng kinh, ăn cơm vân vân, đừng cầm phone. Và quý vị biết là ở ngoài này là farm, cho nên internet rất là yếu. Hồi nãy là mấy thầy toát mồ hôi rồi đó, chuẩn bị vô làm lễ là không có internet, cho nên mới trễ khoảng gần 10 phút là vậy đó. Mấy thầy phải chạy vòng vòng làm sao để mà câu internet trở lại. Cho nên á, quý vị xin đừng hỏi password wifi để vào ở đây, không cho đâu. Mà cái password là không bao giờ có. Cho nên là giờ ở đây là có cái đường dây rất là yếu. Bây giờ đang lo đó, là nếu như mà cái chương trình mà live và Zoom á, mà chư vị giáo thọ mà không vào được á, là thầy Đức Tạng phải chạy về Trúc Lâm mà làm. Cho nên là quý thầy cũng, à, nếu mà trường hợp đó xảy ra là thầy Đức Tạng cực, phải chạy tới chạy lui mỗi ngày 3 lần để mà làm cái chương trình đó. Tại mình đã thỉnh các ngày qua online rồi, mà giờ đường dây yếu quá làm sao làm. Cho nên là phải chạy về Trúc Lâm nếu trường hợp đó xảy ra. À, cho nên đại chúng xin giúp giùm, à, chúng ta không sử dụng internet của chùa, à, ở trên chánh điện cũng như là ở, à, tăng xá. Tại vì hiện nay văn phòng đang làm việc, các quý vị, các thầy đều cần internet để làm việc hết. Mà mỗi người đều share cái wifi đó, thì cái wifi nó yếu đi và chúng ta không làm việc được. Và hiện nay, thí dụ mình ở đây 100 người, 150 người, online có thể vài trăm người, mà các vị không, không nghe được gì hết, không theo dõi được mình thì tội nghiệp lắm. Dạ, cho nên các vị hoan hỷ cho. Thì đó là cái thứ nhất là 6 giờ sáng mình ngồi thiền tụng kinh. Thì thưa đại chúng, mỗi năm là cái giờ công phu sáng là mình tụng nhật tụng thiền môn, buổi chiều mình tụng kinh Vu Lan. Năm nay xin đại chúng, chúng ta sẽ thay đổi một chút. Buổi sáng chúng ta sẽ tụng Dược Sư Sấm Pháp, buổi chiều tụng nhật tụng thiền môn. Lý do mà Pháp Hòa chọn Dược Sư Sấm Pháp là bởi vì thứ nhất, đây là một nghi thức sám hối và trì Dược Sư. Cho nên là hiện nay
dịch bệnh đang tiếp tục phát ở bên Mỹ, Canada và nhất là Việt Nam của mình, phải không? Thương quá chừng luôn. Cho nên là Pháp Hòa muốn thỉnh đại chúng chúng ta tụng dược sư sám pháp để hồi hướng công đức cầu nguyện này, đặc biệt cho đồng bào ở Việt Nam, rồi kế đến là cho mọi người trên thế giới. Thiên tai BC đang cháy rừng phải không? Đại sư cháy rừng, hình như là ngày hôm qua ở ngoài Huế cũng cháy trên núi Ngự á. Cho nên dịch bệnh bên Mỹ cũng đang, ở đây Alberta cũng đang chuẩn bị lên lại đó, Ontario nữa. Cho nên là còn rất nhiều những cái biến cố trong đời sống của mình. Thôi thì chúng ta đem công đức tu tập lại Phật Dược Sư để cầu nguyện. Vì vậy mà buổi sáng chúng ta tụng Dược Sư Sấm Pháp. Thì Dược Sư Sấm Pháp có 3 phần, phần 1, phần 2, phần 3. Thì chúng ta tụng 3 buổi sáng thì hết quyển, thì chúng ta có được 6 ngày để tụng. Còn những cái ngày cuối thì nó có chương trình riêng. Buổi chiều chúng ta tụng Nhật Tụng Thiền Môn, thì đó là cái chương trình tụng kinh của chúng ta trong cái khóa tu này. Rồi 9 giờ sau giờ công phu sáng thì 8 giờ mình điểm tâm. Thì quý vị biết là tất cả buổi ăn là mình tập hợp ở Pháp Xá hồi nãy. Rồi buổi trưa thì 11 giờ 15 đại chúng đắp y tập hợp ở cái liều trắng, cái liều bự đó, để chúng ta lấy thức ăn từ cái liều đó đi qua bên trái đường. Sau khi ăn cơm xong chúng ta sẽ đi kinh hành niệm Phật từ ở Pháp Xá dọc ra đường bên này đi lên chánh điện để hồi hướng. Buổi chiều 2 giờ chúng ta tập hợp để 2 giờ rưỡi có pháp thoại. Thì tất cả những buổi pháp thoại sinh hoạt ở đây, một ngày mình có 3 lần pháp thoại: sáng 9 giờ rưỡi, chiều 2 giờ rưỡi, tối 7 giờ rưỡi. Đó là 3 thời nghe pháp và 2 thời kinh, 3 bữa ăn. Hết ngày rồi. Rồi buổi tối 10 giờ thì đại chúng cố gắng là chúng ta đi nghỉ. Thí dụ mình còn phải lo công việc riêng gì của mình thì cố gắng nhẹ nhàng, hoặc là mình phụ nhà bếp, mình về tối một chút thì mình vào phòng cũng nhẹ nhàng để giúp cho các vị nghỉ ngơi. Riêng các vị online, các vị không cần phải dùng nghi thức quá đường, mà mỗi buổi trưa tới giờ cơm thì quý vị cứ dùng cơm trong im lặng. Nếu được thì quý vị chắp tay, quý vị đọc 5 lời quán nguyện, có post ở trên cái website của chùa. Quý vị lấy cái 5 quán nguyện đó xuống, đọc 5 quán nguyện rồi quý vị dùng cơm, rồi quý vị nghỉ ngơi. Vì mỗi buổi cơm chúng ta sẽ không có truyền online, chỉ có online truyền những bữa quá đường đặc biệt. Thí dụ có thể là ngày mai, ngày đầu tiên chúng ta truyền cái online quá đường, hoặc là ngày thứ hai, hoặc là ngày lễ Vu Lan, hoặc là ngày tự tứ gì đó. Thì ngày nào có thì sẽ thông báo. Nhưng mà trong khóa tu thì có khoảng 3 ngày là cùng truyền cái online, để cho đại chúng thấy được hình ảnh của các vị hiện diện tại tu viện thôi. Và còn ngoài ra thì quý vị nên dùng cơm im lặng ở tại nhà của mình. Đó là cái chương trình mà chúng ta tu tập và những gì Pháp Hòa cần thông báo đến tất cả quý Phật tử online. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Hy vọng quý vị cũng, dù quý vị không trực tiếp tham dự với tu viện, nhưng Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị cũng sẽ có những cái giờ phút an lạc, thanh tịnh tại gia của mình. Rất mong là đủ duyên chúng ta sẽ được gặp nhau tại tu viện Tây Thiên trong những khóa tu mà khi nào dịch bệnh thoải mái và không còn, mọi sự qua lại nó dễ dàng. Rất mong được đón tiếp quý vị ở tu viện Tây Thiên. Kính chúc tất cả quý vị có được những ngày tu tập thật an lạc. A Di Đà Phật. Thì đó là phần của các vị online. Các vị online, ngày mai quý vị nhớ là chuẩn bị sẵn sàng 9 giờ sáng mai giờ Edmonton. 9 giờ sáng mai tức là 8 giờ ở Cali, 10 giờ tối ở Việt Nam.
Còn các nơi khác thì phải dò thêm nữa. Bên vùng Boston hay là Ontario của Canada là phải đi hơn mình này 2 tiếng. 9 giờ sáng tức là 11 giờ sáng bên chỗ quý vị đó. Dạ. Rồi chúc đại chúng online được khỏe mạnh, vui vẻ, tu tập an vui nha. Bây giờ quý thầy sẽ offline vì đã thông báo những chương trình đã xong. Rồi mỗi ngày có gì nữa thì sẽ thông báo sau. Dạ. Yeah.